Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Bạn Trung ha, ở Tam Bố Di Linh. Trung cũng là một người nuôi iguana. Anh em có ngồi nói chuyện sơ sơ thì Trung là nuôi iguana được 3 năm. Cái này gửi bé từ dưới đó lên đây dễ không ta? Bụng yếm tròn quay luôn. Mà cái sắc tốt của những bé em lựa ở đây là bé nào đó cái tông đỏ nó cũng rất là tươi mà lại rất là ngoan ha. Ngoan và sung. Đó, bé này là nó rất là sung ha các bạn ha. Đây. Đó, rất là sung, nuôi rất là tốt luôn, trạng thái tinh thần cực kỳ tốt luôn. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, hôm nay mình ghé nhà của bạn Trung ha, ở Tam Bố Di Linh. Thì rất là vui luôn, Trung cũng là một người nuôi iguana. Sáng mới ghé Bảo Lộc, đi lên Bảo Lộc chút xíu là tới Tam Bố Di Linh. Ok các bạn, đây là bạn Trung ha. Chào anh em liên lạc từ hôm qua giờ. Rồi lên cái lộ trình cho mình đi trên tuyến đường luôn. Ok Trung ơi, đâu cho anh coi chỗ em nuôi igu với. Dạ, chỗ em nuôi đang tạm thời thôi anh. Ok. Dạ. Thì nãy anh em có ngồi nói chuyện sơ sơ. Thì Trung là coi như là nuôi igu được 3 năm. Mà gọi là mới, gọi là tâm huyết vô đây khoảng 1 năm. Khoảng 1 năm. Thì năm nay sẽ bắt đầu thử nghiệm cái sinh sản. Lý do phải thử nghiệm là cái thời tiết thì có con igu á là nó phụ thuộc vào cái thời tiết mà ở trên này nó lạnh hơn. Đúng cho rồi. Nên test thử để coi cách ấp rồi cách này cách nọ làm sao rồi có thể năm tới sẽ tập trung vô những cái dòng nó cao cấp hơn đó. Để đây đây các bạn. Mấy bé này là em sưu tầm từ các bạn khác rồi gửi lên đây á hả? Dạ đúng rồi. Em đang nuôi cho nó lớn xem năm sau thế nào. À. Cái này gửi mấy bé từ dưới đó lên đây dễ không ta? Dạ gửi thì cũng mất tầm khoảng 2 ngày. 2 ngày. Em đi lấy xa không? Dạ nó giao tới đây luôn. À giao tới tận nhà luôn hả? Ok, rất tốt. Rồi các bạn. Cái này là chuồng kia là em mới tách mấy bé này qua bên đó hết. Em thấy để bên này nó chặt quá. Đây là những bé baby ha, có cả hai bô nè. Hai bô nè các bạn. Đây ở đây thì khí hậu ban đêm nó lạnh hơn cho nên là có chuẩn bị những cái bóng sưởi ha. Đây là những cái bóng sưởi đêm gọi là sưởi sứ. Đó thì ban đêm các bạn sử dụng cái bóng sưởi là nó chỉ phát sinh ra nhiệt thôi chứ nó không gây ánh sáng để cho các bé ngủ. Chứ mà ban đêm mà các bạn sử dụng những cái bóng sưởi mà có ánh sáng đó là nó thức nó ăn hoài luôn, nó không ngủ được. Thì lâu ngày nó làm lệch cái nhịp sinh học của mấy bé đó ha. Đây. Dạ năm nay em chuẩn bị bé này để làm màu tốt quá. Dạ. Cái màu đỏ này tốt quá. Này là red thường thôi hay là có hết gì không ta? Cái con đó là con super red. Super red. Dạ. Có mỗi mình nó là super red. Bào con bé này cũng dữ lắm nè. Qua đây. Hello. Em đang màu tốt mà bụng cũng tốt nữa. Ồ mấy bé trái em sưu tầm tốt quá. Này là hai bô luôn nè. Hai bô nhưng mà nó là con đực. Em đang tính làm cái chuồng riêng, nhốt riêng ra. Đúng rồi. Tại trong đó là hai con đực luôn. Ồ trong này hai con đực luôn hả? Dạ. Vậy nhốt riêng ra chứ không là nó không dám sung. Dạ. Bé nào đực nữa ta? Chắc này đực luôn quá. Dạ đúng rồi. Đây nè. Con đó là Red Head Hypo. Red Head Hypo. Màu tốt quá, màu đẹp quá. Bé này chăm kỹ lên là mốt lên màu đẹp lắm nè. Dạ. Ôi còn bé này em qua góc này coi nè, bé này nó mập ú à. Cái bụng rất là tốt mà màu cũng rất là tốt luôn. Đây. Đó. Màu ha, màu với bụng rất là tốt luôn. Cái này 3 năm trước gọi là cái duyên nào mà em gặp được con igu này ta? Dạ thì 3 năm trước là em làm cộng tác viên bán rùa cho một cái shop rùa trên đó. Còn người ta cũng gọi là nhập thử về bán. Cái em thấy hay em cũng mua về. Nhập cái shop rùa ở trên Sài Gòn á hả? Dạ đúng rồi. Bây giờ con nuôi rùa không? Dạ không, em chỉ có bán thôi chứ em không có nhập về nuôi.
tại cũng nhiều vấn đề lắm mày. Đúng rồi. Dạ. Anh em vòng vòng đây có nuôi igu nhiều không ta? Rùa, igu, bò sát đồ này nọ thứ. Vòng vòng đây thì theo em được biết cái khu vực này thì được hiện tại em biết là ba người. Dạ. Thì từ từ mình xây dựng phong trào lên. Nếu mà mùa tới em làm sinh sản á thì cứ thử nghiệm, rồi có cái gì mà thắc mắc gì á cần tư vấn á thì nhắn tin cho anh ha. Nào anh hỗ trợ được anh sẽ hỗ trợ. Thì các bạn này bụng bự lắm nè, đâu Trung bắt ra cho anh mượn con bạn đó. Đây các bạn cũng là khách ruột của VIP sử dụng đây hả. Anh chưa cắt móng à? Không, anh nuôi không bao giờ anh cắt móng cả. Bụng này tốt. Đó. Bụng rất là tốt luôn. Mà màu này là đúng đỉnh luôn á. Dạ. Màu này là quá đẹp luôn. Nhưng mà gai nó sao mà em thấy nó cứ cục cục, nó không không được thẳng lên ta. Cái gai này này. Cái gai này thứ nhất là cái dòng igu này á, là cái gai khi mà nó dài á, là nó sẽ cong ngược ra phía sau. À dạ. Cái dòng mà Tobago á thì cái gai nó thẳng đứng hơn, nhìn nó ngầu hơn. Còn cái gai này nhỏ. Cái gai của cái dòng igu thường á, thứ nhất là nó nhỏ, cái chân gai nó nhỏ và nó cong ngược ra phía sau. Dạ. Thì cái này là cái dòng nó đa số là vậy, cũng hiếm con nào mà nó dựng thẳng lên lắm. Với lại bé này bé cái nữa. Bé dạ. Cái thì cái dinh dưỡng của nó không có ưu tiên cho gai là nhiều. Đó. Nhưng mà bé này màu quá đẹp luôn. Bé này là anh em mà làm về red đồ là nhìn mê. Em sưu tầm được bé này hay quá. Ủa mấy bé này là em nuôi từ baby lên hay là em mua từ con từ trưởng thành lên? Cái này em mua trưởng thành không ơi? Trưởng mua thành. Từ con này là mua nó 8x. 8x. Hay quá. Quá wow, ok, đây mình lấy nắng xiên buổi sáng á ta. Nắng là hướng này nắng này nắng chiều tầm chiều, sáng, tầm 3 giờ là hát vào đây. À. Nắng sáng là từ lúc 7 giờ là hát vào đây cho tới tầm 10 giờ. Tầm 10 giờ. Dạ. Rồi tối em có sửa đèn thêm cho không? Dạ nếu mà trời mà nóng em không có sửa ấy. Ừ. Ở đây buổi tối nó rơi vào tầm khoảng bao nhiêu độ ta? Nếu mà mùa này thì buổi tối nó rơi vào khoảng 27 độ. Ừ, 27 độ thì không cần sửa. 27 độ không cần sửa. Tụi này nó chịu lạnh ghê lắm, nó chịu lạnh tốt hơn nữa. Tuy nhiên nếu mà mình gọi là mình cho cái nhiệt nó ổn định thì nó sẽ ăn uống tốt hơn. Nhưng mà nhìn những cái bé ở đây là chăm sóc rất là tốt các bạn ha. Các bạn nhìn có thể thấy là từ cái sắc da cái màu đỏ rất là đẹp. Đó, thì chứng tỏ là cái trạng thái tinh thần của nó rất là tốt. Thứ hai nữa là bụng nè các bạn coi nè. Ồ bé này mình cầm lá nó đỏ tươi lên luôn á. Nó đỏ mà đó nó... sậm luôn á. Cái màu này giống như cái màu coral luôn các bạn. Giống như những con head coral luôn á. Rất là đẹp. Em sưu tầm bé này hay á, anh đi cũng nhiều nơi mà kiếm một bé red cái mà màu đẹp kiểu này là cũng hơi hiếm ha các bạn ha. Hơi hiếm á, hơi khó tìm á. Và cái phong độ, cái trạng thái rất là tốt. Mặc dù cái mà các bạn coi là bung yếm ha. Yếm là đỏ, đỏ ao hết luôn, tròn. Và những cái con igu khi mà nó cái thần thái nó tốt, nó sung á, là những cái chi tiết về cái khía, cái môi nè đó, và những cái hộp trên này nè, nó nổi trắng lên, nó nổi dày lên luôn đó. Đó, nhìn nó rất là chi tiết luôn nè, rất là đẹp. Và ở đây đặc biệt là cái trạng thái tinh thần của cái bé cũng rất là tốt ha. Này là có hay có nhiều người gai vô không ta? Dạ cũng ít lắm anh. Ít lắm hả? Mà em chơi nó mỗi ngày nhiều nhiều ha? Dạ cứ hàng ngày đôi lúc đi làm về cái là em ra đây em ngồi miết à. Vợ theo sao mà ra đây không có quan tâm trong. Anh em nuôi igu á là có một cái niềm đam mê rất là mãnh liệt luôn các bạn. Bản thân mình cũng vậy, dù hôm nào mà bận công chuyện thì không có gì để nói, phải đi làm thì không có gì để nói. Rảnh một cái là cứ ngồi ngoài chuồng chim, ngồi từ sáng tới chiều. Vô ăn cơm cái đi ra riết, cứ ngồi nhìn hoài, ngắm hoài luôn á. Nay gặp chung là cũng y chang vậy luôn. À, cứ rảnh là cứ ngồi lì ở đây. Không nhưng mà vậy cũng hay, không đi chơi bậy bạ. Không đi chơi bậy bạ, không có bị rủi ro. Có bé đực này rất là đẹp luôn. Để anh bắt cho các bạn coi. Chẳng những là cái màu đỏ đẹp. Chẳng những là cái màu đỏ đẹp. Cái trạng thái tinh thần nó sung sức mà trên người còn có sọc nữa các bạn. Trên người còn có sọc nữa. Nhìn nó rất là mạnh mẽ ha. Có những cái sọc này rất là mạnh mẽ nè. Bé này em cũng nuôi từ mua lúc nó trọng trọng rồi hả? Dạ đúng rồi.
Này không biết có phải là có like con Red Horn không? Lúc em mua người ta nói con này là gì? Red Head Hypo. Red Head Hypo hả? Red Head Hypo các bạn. Nguyên liệu để làm Hypo. Coi như cái sọc này rất là ngầu ha. Rất là căng. Coi như là nuôi cái tinh thần rất là tốt luôn. Bung yếm tròn quay luôn. Yếm con này to. Yếm con này to tròn. Mà cái sắc tốt của những bé em lựa đây á, là bé nào nó cái tông đỏ nó cũng rất là tươi. Tông đỏ nó sậm. Đẹp quá. Mà lại rất là ngoan ha. Ngoan và sung. Công nhận. Rất là đẹp. Tuyệt vời luôn á. Làm chuồng riêng tách ra. Dạ, tách ra để tại vì bây giờ cũng gần vô tới cái mùa sinh sản rồi, tụi nó sẽ hung hơn. Tụi này cái tính lãnh thổ cao lắm, hai con này nó cắn lộn nhiều khi uổng. Dạ, nhiều khi nó cắn rách cái yếm luôn, uổng lắm. Tại đây là chuồng em hàn được mà, tự xử hết. Tự xử hết luôn. Rồi nãy em có chia sẻ là 3 năm trước em làm cộng tác viên để coi như là mấy bạn rùa. Dạ. Xong rồi em thấy cũng hay hay em đem về em chơi. Thì lúc đó em chơi mấy con? Lúc đó em chơi 2 con. Hai con. Dạ. Rồi lúc giờ đầu về nuôi rồi có gặp khó khăn gì không? Dạ lúc đầu về nuôi thì thấy cũng gọi là cho ăn uống này nọ rồi em cũng nuôi trong một cái hồ kính á. Để em sửa đèn. Sửa đèn. Dạ. Rồi lúc đó shop là nó cũng tư vấn cho mình cách nuôi. Nói chung là lúc đó là shop mới nhập về nên em cũng lên chưa mạng, biết gì à, lên mạng gì. Tự dạ. Tìm hiểu thông tin rồi tham gia vô group đồ chơi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi cứ chơi tàn 2 năm. Dạ, rồi tại sao mà một năm gần đây là bắt đầu có hứng thú sâu đậm như đó? Thì thấy nó cũng lên group thì hoạt động thấy anh em cũng gọi là đam mê nhiều. Cho nên em mới theo dòng đam mê thôi. Coi như là thấy lửa anh em mạnh quá mình cũng lên theo luôn đúng không? Ok. Vô nha, vô chuồng. Từ từ. Đây là một bé hai bô. Cũng rất là sung các bạn ha. Con đó đang em lấy giống bị lỗi tí đuôi. Không sao, không thành vấn đề. Em lấy giống thôi. Không thành vấn đề. Mình có mục đích rõ ràng. Ví dụ như mình mục đích mình lấy giống thì những cái lỗi như là lỗi đuôi này á thì không sao hết. Nó sẽ giảm chi phí đầu tư cho mình đó. Đúng rồi. Nhưng mà nó không thành vấn đề. Chủ yếu là những cái tố chất về màu, về gai, về yếm đó. Còn mấy cái này nó đâu có di truyền đâu ngại. Bé này có vẻ là sung hơn, nhoi hơn bé kia. Da bé bị nấm. Lát anh tặng em cái chai xịt nấm để em xử lý cho bé nó. Yếm to ha, yếm to, sung, ngoan. Ôi mà mấy bé này là em nuôi từ nhỏ nha luôn hay sao? Hay là... Dạ không, mấy bé này em sưu tầm từ lúc 7X á. 7X. 7-8X. 7X về mà thả chung với nhau, nó không lộn luôn. Cái chuồng này là em mới làm cách đây 2 tuần. 2 tuần. Trước thì nhốt riêng, chúng riêng. Nhốt riêng ở trong kia. Chứ không rồi tụi này nó cũng đánh nhau. Sai này mà hồi nãy là đánh nhau. Ok thôi, vô chuồng. Làm cái ghê quá. Các bạn còn đấy, bạn đếp cái bên kia cũng rất là đẹp luôn. Con đó không bắt nó nổi. Không bắt nó nổi hả? Dạ. Nó quậy hay sao? Nó quậy lắm. Quậy với bắt nó cắn. Cắn luôn. Em chưa thuần được. Mấy cái chuồng này là ngày xưa mình nuôi heo đúng không ta? Dạ đúng rồi, em tận dụng lại á. Cái này em nếu mà nuôi được là em dự định em tháo mái cho nắng nó xuống. Mình một che một phần thôi. Không, anh nghĩ là ok đó em. Có thể là em sẽ sử dụng cái mái bạc kéo. Dạ. Còn cái nền này em cải tạo lại em làm cái tường cao khoảng 1m2 là cái gu nó không có bò ra được. Mà giới thiệu là phải láng chút xíu chứ cái này là leo trốn được. Dạ. Thì em nuôi ở không gian rộng này nó phát triển còn nhanh hơn nữa. Xịt rửa rồi này nọ là mình bỏ nó ở trong chuồng luôn cho ở đây luôn. Dạ. Nói chung là cái móng này thì nó sẽ bám lên được những cái tường này nè. Em tô láng á, tô láng và cao cao lên chút xíu là nó sẽ không có leo ra ngoài được.
nuôi nó rộng rãi luôn. Mà ở cái nền xi măng ở dưới này là nó sẽ nó phát triển còn tốt hơn nữa, tốt hơn cái chuồng, đỡ hư móng hư mỏ. Ở đây có sẵn máy nhăn quá quá tiện luôn đây. Không được á, mình em làm thử sinh sản đây đi, xong rồi khi mình có kinh nghiệm về sinh sản, về chăm sóc ở cái khí hậu này rồi á, thì mình giới thiệu cho thêm nhiều người chơi nữa. Đó. Thì mình có kinh nghiệm sẵn rồi, mình sẽ chỉ cho người ta chơi nữa, thì sẽ thu hút được nhiều người chơi. Cần gì thì cứ hú anh. Lâu lâu mà anh em có tổ chức ớt gì hú anh thu xếp được công việc về anh về chơi luôn. Anh đi chơi luôn. Dạ dạ. Đây ba em. Chào chú. Ở đây cũng được ba bé hai bồ ha. Dạ ba bé hai bồ. Ba bé hai bồ. Cái này rin thôi hả em, hay có hết gì không? Cái đó là rin hết blue. Rin hết blue. Bé này cũng là rin hết blue luôn. Dạ. Rồi bé này cũng sung quá nè. Hai bồ bung yếu nè, coi nè. Đó. Đâu đi qua mình coi mấy mấy bạn baby nha các bạn. Ở đây có nào bị sổng lần nào cho em? Dạ, hôm cách đây 3 hôm có baby nó sổng, nó bò lượn ra ngoài. À có bò ra ngoài hẳn luôn không? Hay là dạ, vòng vòng nó mới vòng vòng đây thôi. Ờ hên vòng vòng chứ ra ngoài đây cũng hơi mệt ha. Đây bé hai bô này thấy sung nè. Đó sung rồi các bạn. Đó nó vừa bước đuôi nè. Trạng thái tinh thần tốt quá nè. Bung yếm nha. Bào này nó mốt cũng đỏ dữ à. À sẵn đây ui bậy. Sẵn đây mình cũng nói sơ cho con về con Igu cho những bạn nào chưa nắm ha. Thì các bạn nên phân biệt giữa hai cái trạng thái là nhát hoảng và trạng thái sung sức ha. Thì đây là một bé Igu nó sung nhưng mà nó không hề nhát. Các bạn thấy không? Đặt nó trên tay mình á thì nó vẫn đứng yên và nó bung yếm, nó rất là sung ha, dẹo dẹo nó quất cái đuôi nữa. Còn có con Igu mà nó nhát nó hoảng á là mình để trên tay kiểu này là nó phóng nó chạy mất tiêu rồi ha, và nó sẽ không có bung yếm đâu. Nó sẽ màu sắc, thứ nhất là những con hoảng là màu sắc nó sẽ tối thui lại và nó cụp yếm lại, da nó nhăn nheo lại, chứ nó không có sung như bé này. Đó, bé này là nó rất là sung ha các bạn ha. Đây đó, rất là sung, nuôi rất là tốt luôn, trạng thái tinh thần cực kỳ tốt luôn. Thì mình nói cái ý này là tại vì có một số bạn nhắn tin là anh ơi chú ơi bé của con nó nhát quá, con thò tay vô chuồng nó không cho con đụng mà nó quất đuôi đồ này nọ. Thì cái đó không phải gọi là nhát mà gọi là sung, bé nó sung. Thì đối với những cái bé sung như vậy thì sẽ phát triển rất là tốt, sẽ lên màu rất là đẹp, phát triển gai gù mọi thứ rất là tốt luôn. Chỉ có là chúng ta phải hiểu là trong giai đoạn nó sung thì nó không có thích mình đụng chạm, cho nên là mình tương tác bằng mắt thôi. Còn hoặc là mình đụng chạm thì mình cũng phải nương theo nó. Đó. Như bé này nó rất là sung nè, nó vẫn cho mình đụng chạm, nó vẫn quất đuôi nè. Và nó nói chung là ở cái size này nó quất đuôi rất là nhẹ các bạn ha, không có quá đau đớn đâu, cho nên là anh em cứ dạng tay thoải mái lên. Bé này sung quá em, sung mà đẹp nữa. Bé này nó mốt lên màu đẹp dữ lắm nè. Dạ. Bé đó là bé cái. Cái luôn hả? Trời. Dạ. À đúng rồi. Size baby anh thấy đặc biệt những cái con mà sung mà size trong size baby lại là con cái nha. À, khi lớn thì nó lại ít sung như con đực, nhưng mà lúc nhỏ những con cái là những con lại bung yếm ra sung ha. Đó thì anh em lưu ý phân biệt giữa hai cái trạng thái sung và nhát nó khác nhau ha, chứ không phải quất đuôi là nhát đâu. Nó phải rất là tự tin. Đây là cái lãnh thổ của nó, nó phải rất là tự tin thì nó mới có thể bảo vệ cái lãnh thổ và nó phản ứng ra bên ngoài vậy. Đuôi cong vút luôn ha, luôn trong cái trạng thái gọi là sẵn sàng chiến đấu, bạn thấy không? Đuôi nó cong vút lên luôn nè. Đó, quất đuôi. Mà cái đâu có chạy đâu, con nhát gặp con nhát là nãy giờ nó phóng nó chạy mất tiêu rồi. Bé này là tinh thần rất là tốt luôn. Đó, cái. Ồ, thấy có khả năng giống đực đó nha. Đực đó nha. Cái em thấy cái lằn ngay chỗ này nó lúng sâu vô. Thì con đực nó sẽ lúng sâu vô, con cái là cái miệng đó, cái miệng cười. À. Anh thấy có vẻ là bé này là đực chứ không phải cái đâu nha. Nó chưa có phát triển rõ. Cái đuôi này nó hơi tròn tròn, cái bi á, hai bi hai bên nó chưa có đẩy ra ngoài, nhưng mà cái lằn ngay chỗ này nó lúng vô sâu rồi.
con cái là nó cong vòng luôn, bé này đực chắc rồi, bé này đực, cái này đực cao quá. Cho nên bé này đực là cũng ngon á, bản gai dày tốt nè, màu sắc tốt nè. Nè bé này mới giống cái hơn nè. Không, bé này đực luôn. Thấy không? Nó lúng sâu luôn nè. Đó. Còn cái con cái là nó chia cái miệng cười cong thôi, bé này cũng đực luôn. Rồi coi bé này coi, có ba bé. Ba bé hai bô. Màu sắc bé này nó cũng giống nhau, tốt. Rồi ba bé đực luôn. Ba bé này đực hết. Này là em bắt, có bắt chọn giới tính không hay là bắt đẹp thôi? Cái này em bắt đẹp thôi mà về em soi á. À em soi. Em đoán vậy. À. À, ba bé này có vẻ là đực hết á. Ok, đực thì đẹp thôi. Bé nào màu cũng đẹp hết trơn á. Hello con. Nhóc đầu. À hai nhà cũng hai bé, hai bạn luôn. Yếm đẹp các bạn. Những cái yếm này á, sau này sẽ rất là tròn luôn nè. Ồ cái yếm này giống cái yếm của cái bạn kia nè. Vừa bự mà vừa tròn nữa. Ok á, tiềm năng á em, tương lai không á. Quá ok luôn. Còn mấy bé Rin này là Rin Hep Blue. Dạ Rin Hep Blue. Còn bé Red này. Red đây, Red thường ấy. Red thường. À. Quá ok. Ừ. Bé chào, này đang lột da, lột ngay mắt rồi nè. Bé đấy nó đợt này nó sung quá. Sung lắm hả? Thò vô nó táp không à. Vừa rồi em vừa mới thử thò vô bắt đầu à. Cái này tự là nó đang bị nấm đuôi. Có một cục. Này hả? Dạ. À. Này là cái hộp ké. Ké à? Cái này coi già già nặng. Cái này em pha nước muối em ngâm cho nó cũng được. Khè dữ không? Đang lột da mà khè dữ. Này em pha nước muối á. Dạ. Pha muối em ngâm toàn thân cho nó mấy cái chỗ, mấy cái móng nè. Mấy cái móng nó bị... Móng đó là nó móc vô cái chuồng. Móc vô cái chuồng á. Nó bị lật ngang, gãy. Này này cũng vậy nè. Mày này nó bị mấy cái ghẻ nè. Mấy này em pha nước muối em ngâm nha. Ngâm toàn thân nguyên con luôn. Cái này mấy ghẻ nè. Cái đó giống như da khô á. Da khô á. Nó bị nấm á, nó không có bung được á. Bé này mập ú luôn á các bạn. Rất là mập luôn á. Mấy cái ghẻ nè. Mình ngâm nó, ngâm nước muối cho nó. Ngâm lột xong da là đẹp á. Nó cũng mới bị cách đây mấy bữa. Ừ. À, nó lột da mới kìa, nó bung rồi kìa. À, anh này anh trình ha. Với lại em để cái này vài bữa nữa là con này mà nó sung lên nó hù mấy con này nhiều khi chạy toán loạn luôn. Cho nên là mình mấy con đực á mình đừng để cho nó gặp nhau. Con lớn nó gọi là nó ăn hiếp con kia. Con kia nó nhiều khi nó rót luôn. Đây con cái. À này cái hả? Dạ. Ờ này cái thì không sao. Cái nhưng mà nó sung lắm. Sung. Nếu mà em bắt thả trong đó là nó dí mấy con đó nó đánh không à. À. Hàng chi cái thấy bụng bự quá trời nè, tưởng đực nào mà bụng xệ, bụng phệ luôn à. Ok. Này là kế hoạch năm nay là em tính làm giữa con nào với con nào? Em tính làm con Red Hat Hippo kia với con Super Red. Red Hat Hippo, Super Red. Rồi con Hippo kia làm với Red Hat Hippo mấy cái này. À. Ok. Tại em thấy cái con Red Hat Hippo kia màu nó đẹp. Ừ. Coi như là lấy con đực Red Hat, con đực Hippo. Yeah. Làm với con Super Red cái. Đúng không? Không. Red Hat này. Red Hat này làm với đúng rồi. Super. Super. Còn mấy bạn kia thì phối với mấy con Red này để làm Red Hat Hippo. Yeah. Ok á. Ồ cái cặp này ra con chắc đẹp dữ rồi các bạn. Đẹp dữ luôn á.
màu sắc là khỏi chê luôn, yếm cũng khỏi chê luôn. Phải coi cái gai có cái gai thì nó hơi ốm chút xíu ha, hơi ốm hơi cong chút xíu, thì có cái gai, hy vọng là cái gai nó đôi khi nó hợp máu các bạn, giữa con trai với con mẹ nhiều khi gai nó không đẹp nhưng mà nó kết hợp lại nó hợp máu sao nó ra con gai đẹp, thì cái việc mà gọi là sinh sản nó cũng có cái hên xui ở trong đó, đôi khi nó hợp cái ADN ha. Thì ở con người mình nó cũng có rất là nhiều cái, ví dụ như cha mẹ xấu để con hay là đẹp, hoặc là cha mẹ đẹp để con ra lại xấu, cái ADN nó chổi nhau hoặc là nó hợp với nhau, thuận với nhau đó. Nhưng mà hai bé này á là màu sắc rất là đẹp, thì theo anh làm nhiều năm á thì anh thấy là con cái bầy con á, yeah, cái màu nó sẽ giống con cha, còn cái body nó sẽ giống con mẹ đó. Như con mẹ body này cũng đẹp nè, màu giống con cha này, cái mặt ở trên nó hồng luôn các bạn, những cái vảy ở trên á. Này là đực, này là red head hypo mà con nãy có sọc mình giới thiệu với các bạn á, cái vảy ngay trên cái chỗ mũi đó nè, hồng luôn, gai cục, gai mấy cái gai đầu nó cũng nhọn nhọn lên, mấy cái bú đầu á ngay trên đầu à, đẹp. Con bình thường con có phụ 300 không, con có sợ bạn này không? Con chỉ chăm cá thôi. Chăm cá à, cái hồ cá đằng trước là của con á hả? Ồ, dữ dằn vậy ta, đẹp dữ. Năm nay con mấy tuổi rồi? Rồi nhiêu? 10 tuổi hả? Ồ, quá giỏi luôn. Đây là một bạn bông các bạn, dễ thương. Dễ thương mà nhát lắm. Nhát. Mắc cỡ. Đây có hai bạn chó. Ngỡ ngàng. Mắc cỡ hả con? Rồi ok các bạn. Đây là một cái góc chơi gu của Trung ha. Thì Trung vừa chia sẻ đó, nói chung ở khu vực này thì cũng ít bạn chơi, hy vọng là trong thời gian tới á thì sẽ có thêm nhiều bạn chơi nữa. Thì mình nghĩ cái ít bạn chơi á, thứ nhất là do cái khí hậu ở đây nó cũng hơi khác biệt so với lại ở dưới. Thì Trung ở đây là đang thử nghiệm với cái thời tiết này, với cái cách chăm sóc này, thì coi nó có ok không, thì có thể Trung sẽ coi như là thu hút được thêm nhiều bạn khác nữa cùng chung cái đam mê này. Thì trước mắt á là mình thấy cái thời tiết này nó rất là phù hợp nuôi igu các bạn, chứ không phải là không phù hợp ha. Ở cái khu vực Di Linh này á thì nó nắng nôi đầy đủ đúng không, hầu như là không có nắng, gió thì nó gió mát thôi, chứ còn nắng thì vẫn đầy đủ, chứ không phải là nó thuộc dạng gọi là ẩm ướt mây mù đồ này nọ, nó thiếu nắng. Đúng rồi. Đây nắng thì cũng rất là tốt luôn, nhưng mà gió nó mát hơn ở dưới Sài Gòn. Dưới Sài Gòn gió mà nó nóng nổi da gà luôn. Thử về cái mùa Noel á. Mùa Noel. Noel nó lạnh à? Nó lạnh. Ở đây nếu mà mùa Noel nó lạnh bao nhiêu ta? Noel nếu mà lạnh nhất đợt vừa rồi là khoảng 10 độ. 10 độ. Dạ. 10 độ các bạn, cái loại igu này nè, cái khả năng thích nghi với môi trường nó cực kỳ cao luôn. Thì với cái lạnh 10 độ á, nó sẽ không có làm ảnh hưởng gì tới cái sức khỏe của tụi nó hết trơn á. Nhưng mà nó sẽ rơi vô cái trạng thái nghỉ, nó đưa vô trạng thái ngủ đông, lúc đó nó sẽ không ăn uống, không phát triển gì cả. Nó sẽ thụ động, ít vận động hơn. Thì nó sẽ giống như làm chậm cái nhịp phát triển lại. Thì để cải thiện điều đó thì chúng ta có thể sử dụng đèn ha. Đèn nó sẽ gọi là nó ổn định cái nguồn nhiệt, cung cấp thêm cái nguồn nhiệt cho các bé đó. Đây em sử dụng đèn gì ta? Em đang sẽ được người sử dụng đèn ấm thôi. Đèn ấm. Đây là nói chung là Chung thì nuôi theo kiểu nắng tự nhiên. Buổi sáng nắng hướng này qua nè các bạn. Đó. Nắng hướng này qua, buổi chiều thì nắng hướng này vô. Thì rất là đúng kỹ thuật luôn ha. Coi như là cái nắng mà gây gắt mà nhiều tia cực tím vào cái giấc mà 11 cho tới khoảng 2-3 giờ chiều là đã được cái mái tôn này nó che rồi. Lúc đó chỉ lấy cái nhiệt từ mái tôn này xuống thôi, rất là ok luôn. Còn cái nắng sáng mà từ 7 giờ tới 9 giờ, nắng chiều từ khoảng 4 giờ tới 5 giờ á. Dạ. Nó chiếu ở đây là rất là ok luôn, tại vì trong cái ánh nắng của cái thời gian đó là nó có nhiều tia UVA và UVB. Còn khi lạnh thì ở đây Chung sử dụng cái đèn ấm gà, đèn hồng ngoại để ấm. Chụp rất là to luôn, khủng luôn. Có thể là trong cái mùa Noel mình sẽ che bớt cho chắn gió lại hết à. Dạ, nó sẽ đỡ hơn. Mùa Noel này có khi em cũng phải che lại bớt. Đúng rồi, che lại chắn gió. Thì mình có nói với chuyện hồi sáng, mình có nói chuyện với anh em bên Bảo Lộc, bây giờ gặp Chung nữa.
Thì cũng được biết là cái thời tiết vô cái mùa Noel này nọ thì nó lạnh hơn. Thì cái mùa Noel á thì ở trong Sài Gòn mình á thì nó là vô cái mùa phối luôn, tầm tháng 11, tháng 12. Còn anh em ở khu vực này nó không khí nó lạnh hơn chút xíu, cho nên là nó sẽ trễ trung bình khoảng 2 tháng. Có nghĩa là cái mùa phối ở đây nó rơi tầm khoảng tháng 1, tháng 2. Yeah. Còn cái tháng 1, tháng 2 là ở trong mình, ở trong Sài Gòn là nó thuộc vô cái mùa igu nó đẻ. Thường thường igu ở trong đó nó đẻ vô khoảng ngay Tết âm lịch của mình luôn á. Còn đây mùa này thì chắc tầm tháng 4. Tháng 4. Mình thấy rất là rõ cái lệch nhịp ha. Thì cái lệch nhịp này nó đến từ cái thời tiết. Giống như hiện nay là igu ở trong khu vực mà Sài Gòn, Bình Dương lồ nó đang trong cái trạng thái gọi là thay da. Nó bị giống như là da dẻ nhăn nheo, nói chung nó đang trong cái trạng thái nghỉ. Còn những bé ở đây là nó đang trong cái trạng thái sung các bạn ha. Có thể sắp tới là bé này nó sẽ vô cái trạng thái nghỉ. Lúc đó ở trong Sài Gòn nó lại sung lên, nó lệch cái nhiệt độ, cho nên là cái chu kỳ đồ của nó cũng khác đi chút đỉnh. Đây chuẩn bị một cái mớ chuồng rồi nọ. Em ở đây em nhập về để em nuôi chơi thôi, em có chia sẻ cho các anh em khác không? Dạ có chứ ạ. À. Như hiện tại thì em có gọi là dụ ông chú chơi. À dụ ông chú chơi. Ngày mai ông cũng có lên họp ở trên. À vậy hả? Dạ. Ngày mai đi lên họp bạn, ngày mai từ chỗ chung mà chạy lên chỗ ốp á là sân bay Liên Khương thì nó đâu đó tầm khoảng 30 cây. Khoảng 30 cây. Đi ốp xa. Đi ốp xa được nhưng mà rồi ốp ở Bảo Lộc thì em cũng xuống đó. Xuống ngay chỗ anh Quang. À từ đây mà xuống Bảo Lộc là 57 cây, năm mấy 60 cây á các bạn. Nó đi ốp là rất là xa luôn. Đó. Rất là ok. Đúng rồi, mình nuôi xong rồi mình nắm được cái kỹ thuật nuôi ok rồi á thì mình coi như là kêu gọi nhiều người chơi chung, dụ á hả? Dụ chơi chung nó mới vui các bạn. Chơi rồi bàn tán rồi ngồi nhau phân tích rồi phát hiện ra cái gì hay chia sẻ cho nhau nó mới là hấp dẫn. Ok. Ok các bạn, đây là cái góc chơi gu của Chung ha. Thì rất là vui, hôm nay rất là vui khi mà đi xa như vậy mà cũng được anh em đón tiếp và cho vô tham quan chia sẻ cái câu chuyện đam mê của mình. Thì mình rất là hay luôn. Và vô tình phát hiện nữa là ở chỗ Chung là không chỉ có igu đâu, còn thêm mấy cái hay nữa. Thì mình sẽ dừng clip igu ở đây ha. Và hẹn các bạn ở những cái điều còn bí mật phía sau. Chung lát nữa sẽ chia sẻ với mình. Ok, bye bye.